Bước đầu tiên, mình sẽ ướp phần nhân thịt, cho vào một chút muối, một chút đường, một chút bột ngọt và một chút tiêu. Các bạn cho tỏi băm và hành tím băm vào trộn chung. Sau cùng, cho phần nấm mèo đã cắt sợi vào. Tiếp theo, mình sẽ trộn phần nhân này lại một lần nữa. Đậu hũ, các bạn sẽ cắt xéo miếng theo hình tam giác. Sau đó, dùng một cái muỗng cà phê và bỏ bớt phần ruột bên trong. Phần ruột này, chúng ta sẽ không bỏ đi mà sẽ cho vào trộn chung với phần nhân thịt. Trộn lại phần nhân một lần nữa, cho ruột đậu hũ thấm gia vị và sẽ dồn phần nhân thịt này vào trong từng miếng đậu hũ. Bắt một nồi dầu lên bếp. Đợi cho phần dầu nóng, mình sẽ cho phần đậu hũ đã dồn thịt vào chiên vàng hai mặt. Chúng ta sẽ chiên cho phần đậu hũ này ngập dầu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm phần nước sốt gà cho món đậu hũ dồn thịt. Các bạn cho dầu màu điều vào chảo, củ hành trắng mình sẽ cắt hạt lựu và cho vào phi thơm với dầu màu điều. Tiếp đến, mình sẽ cho cà chua cắt hạt lựu vào. Các bạn lưu ý là phần cà chua này, trước khi cắt hạt lựu, các bạn sẽ bỏ đi phần hạt. Mình sẽ nêm vào một chút muối, một chút đường và một chút bột ngọt. Sau đó tiếp tục xào phần củ hành trắng và cà chua cho thấm gia vị. Cho nước vào để nấu nước sốt gà. Khi phần nước sốt gà này sôi lên, mình sẽ cho vào một muỗng tương ớt để tạo độ bắt mắt cho món ăn. Kế đến, mình sẽ cho đậu hũ vào. Các bạn sẽ trở đều hai mặt của miếng đậu hũ để phần nước sốt gà ngấm vào miếng đậu. Và chúng ta sẽ nấu đến khi phần nước sốt hơi sền sệt lại là được. Cho đậu hũ ra dĩa, rưới lên trên một lớp nước sốt gà. Trang trí thêm vài cọng ngò cho đẹp mắt. Chúc các bạn thực hiện thành công!